Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình, huyện Châu Đức phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, chi nhánh Ngân hàng Aribank Châu Đức vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai mô hình chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện chuyển đổi số, 100% cán bộ công chức của xã Sơn Bình, huyện Châu Đức đã áp dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử. 100% văn bản đi đến được xử lý thông tin trên mạng. Công chức tài chính kế toán thực hiện mô hình thanh toán lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện toàn xã Sơn Bình có hơn 50% người dân trên 15 tuổi mở thẻ và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Với mục tiêu phấn đấu cuối năm 2022, khoảng 70% người dân từ 15 tuổi trở lên sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng dịch vụ tiện ích thuận lợi, nhằm thay đổi thói quen, nhận thức trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền.